Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? 12 tuổi. 12 tuổi? Tuổi của ba con 12 tuổi, ban ngày đi học, thức khuya dậy sớm phụ với bà nội buôn bán. Vậy mà năm nào ba con cũng đứng hàng dứt hết trơn á. Con biết rồi mà nội. Những chuyện này nội đã kể đi kể lại cả trăm lần rồi đó. Hàng trăm lần, hàng ngàn lần gì? Mà con có bao giờ con để ý đâu? Đó mới là cái chuyện không lo học hành cho đàng hoàng. Rồi sau này ba con có để tiền như cái núi á thì cũng lỡ thôi à. Hiểu chưa? Bảo. Được rồi. Bây giờ á, nội sẽ phạt cái lỗi những chuyện con đã làm ngày hôm nay. Sao? Con nghĩ con đáng chịu bao nhiêu rồi? Nội muốn đánh bao nhiêu cũng được. Nói cái gì? Con không muốn mình bị đánh đòn, nhưng nếu có xin thì nội cũng không tha. Nội thấy tội con đáng bao nhiêu thì nội cứ đánh. Trời ơi, tại sao con dám ăn nói với nội như vậy hả Bảo? Cái thái độ của con chẳng khác gì thái độ của mẹ con với tao cả. Nằm lên giường. Nằm lên giường. Mau lên, đi lên trên giường nằm. Nằm lên. Bữa nay á, nội sẽ đánh con cho tới khi nào con thấy cái lỗi của mình. Nghe Bảo. Nè, xin lỗi chưa? Con thấy hết lỗi con chưa? Đây nè, mất dạy nè. Nhận lỗi chưa? Đúng vậy chưa? Bảo, xin lỗi chưa? Trời ơi, con tính chọc tức cho bà nội chết hay sao? Nè, Bảo, 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 Bảo. Nè, em à, thôi em bình tĩnh lại đi. Giờ phút này mà còn bình tĩnh được hay sao? Anh không nghe gì hả? Nếu mà không vô, thằng nhỏ sẽ chết đó. Em phải ngăn lại mới được. Khoan đã. Không được đâu, bây giờ em vô nữa là mọi chuyện sẽ tệ hơn. Không lẽ anh kêu em đứng nhìn để con em bị bà nội nó đánh chết hay sao? Thôi được rồi, để em vô trước cho. Em đứng đây đi. Ai? Dạ con. Bác ơi, con chưa? Xin bác hãy bình tĩnh. Nè, nếu mà chạy vô xin tội cho nó thì đi ra ngoài. Dạ, đi. Dạ con nào dám. Bác đi. Ơi, con xin bác đừng đánh cháu nữa. Con vô đây chỉ lo cho sức khỏe của bác thôi. Đi. Bác ơi, đi. Bình tĩnh đi bác. Ly bác ơi. Ly. Má ly. Thôi đi. Con xin má mà. Má. Má. Má, thôi đi. Má ơi. Gia Bảo, đứng dậy. Con có sao Gia không? Bảo. Con đâu con quá, có sao mà. Không vậy Gia Bảo? Con đâu? Đi về phòng. Trời con ơi. Đi về phòng nhanh lên. Đi đi. Nè. Nè. Con dám. Dám làm những điều đó trước mặt má. Hả? Má. Hả? Con thấy chuyện nó không có gì lớn lao hết á. Không phải má đã từng ước có một đứa cháu trai, khó khăn lắm con mới sanh được một đứa con trai như vậy. Thật ra nó đã làm sai chuyện gì mà má lúc nào cũng nghiêm khắc với nó như vậy hả? Đúng. Má đã từng mơ ước có một đứa cháu trai, nhưng không thể nào có một đứa cháu trai hư hỏng như thằng Bảo. Má. Không thể. Nếu như vậy thà má không có thì hơn. Con á, nếu con nghe lời má, con dạy dỗ cho nó đàng hoàng thì làm sao có cái chuyện như ngày hôm nay được. Má, từ ngày con về làm dâu má tới giờ, có bao giờ má đối xử tốt với con hay chưa? Con đã làm gì để cho má ghét con tới như vậy hả? Má, con có điểm nào không tốt? Hay là má đã hối hận về chuyện của con Dung? Má, hay là má vẫn còn hy vọng nó sẽ đẻ cho má một đứa cháu trai? Má ghét con chỉ vì chuyện con đã đuổi nó đi đúng không? Sao con dám? Má, nếu như má không vừa lòng về con, má cứ đánh cứ chửi con, tại sao lại đổ lên đầu con trai con như vậy hả? Giận cá chém thớt không đúng đâu má à. Nè, con nói mà con có suy nghĩ trước không vậy hả? Từ đâu ra mà con có ý nghĩ điên rồ như vậy chứ? Ủa con điên rồi hả? Đúng.
Con điên lên rồi đây nè. Con muốn điên lên rồi đây nè. Con phải chứng kiến con trai con bị đánh đến mức như vậy, làm sao mà con bình tĩnh đây? Đi, đi ra khỏi phòng của tôi ngay. Đi, đi. Trời ơi, trời ơi, ngó chúng mà coi. Cứ như vậy làm sao tôi sống nổi? Trời đất ơi, tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu